và các bạn thân mến, Ngọc Lan và Thanh Bình, cặp đôi diễn viên được nhiều người ái mộ của màn ảnh Việt những ngày vừa qua, đã bị cư dân mạng đồn đoán và đưa ra những bằng chứng cho rằng cặp đôi đã ly hôn. Ở thời điểm đó, cả hai vẫn im lặng và không lên tiếng. Thế nhưng vào tối ngày 13 tháng 11 vừa qua, nữ diễn viên Ngọc Lan đã chính thức lên tiếng xác nhận ly hôn với Thanh Bình trên trang cá nhân của mình. Sau 3 năm chung sống, sau những đồn đoán của cư dân mạng và người hâm mộ, cuối cùng, vào tối ngày 13 tháng 11, nữ diễn viên Ngọc Lan đã cho biết cô và Thanh Bình đã gặp phải những trục trặc và bất đồng trong hôn nhân nên đã quyết định ly hôn bằng một bài viết dài trên trang cá nhân của mình. Nữ diễn viên còn cho biết sẽ cố gắng vượt qua và đối mặt với những cảm xúc đa chiều của khán giả và dư luận xã hội. Cuối cùng, Ngọc Lan còn khẳng định đây là quyết định tốt cho cả hai. Trước đó, cộng đồng mạng đã nhiều lần đưa ra bằng chứng cho thấy Ngọc Lan và Thanh Bình đã ly thân, thậm chí là ly hôn khi những hình ảnh xuất hiện tại sự kiện không cùng nhau, hay những lần Ngọc Lan đi du lịch cùng con mà không có Thanh Bình đi cùng, hoặc hình ảnh của Thanh Bình chụp cùng con trai với dòng trạng thái ẩn ý, và mới đây nhất là hình ảnh của Thanh Bình tay trong tay với một cô gái khác. Chính vì điều này đã dấy lên nghi vấn Ngọc Lan đã chấp nhận ly hôn Thanh Bình vì có người thứ ba. Về phía Ngọc Lan, nữ diễn viên từ thầm phủ nhận chuyện có người thứ ba xuất hiện. Ngọc Lan và Thanh Bình công khai hẹn hò vào đầu năm 2016. Trong quá trình tìm hiểu, họ thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc, hình ảnh ngọt ngào và yêu thương dành cho nhau trên mạng xã hội. Tháng 5 năm 2016, Thanh Bình đưa Ngọc Lan về ra mắt gia đình và thăm mộ người mẹ quá cố. Cả hai quyết định về chung một nhà sau nửa năm hẹn hò. Cặp đôi đã tổ chức lễ đính hôn vào đầu tháng 7 năm 2016. Ngọc Lan đã bật khóc trong buổi lễ vì đã tìm thấy hạnh phúc của cuộc đời mình sau nhiều sóng gió, chuyện buồn trong tình yêu. Thanh Bình trong buổi tiệc cũng khẳng định Ngọc Lan sẽ là một phần rất quan trọng đối với cuộc đời của anh. Sau đó, họ đã đồng hành cùng nhau trong cuộc sống lẫn công việc. Tháng 2 năm 2017, cặp đôi đón con trai đầu lòng tại Mỹ. Hiện tại, Ngọc Lan chia sẻ, con trai sẽ ở với mẹ sau khi cô và chồng ly hôn. Thanh Bình có thể đến thăm bất cứ lúc nào. Cô không có ý định ngăn cấm mối quan hệ giữa con trai và bố của con. Trải qua 3 năm, Ngọc Lan và Thanh Bình đã có những khoảnh khắc ngọt ngào trao cho nhau. Đến khi chính thức xác nhận ly hôn, người hâm mộ đã không khỏi bàng hoàng và tiếc nuối cho cặp đôi đẹp nhất nhì màn ảnh Việt. Còn bạn thì sao? Bạn có tiếc nuối cho mối tình lãng mạn nhưng chóng tàn này hay không? Hãy chia sẻ ngay dưới phần bình luận này nhé! Và đừng quên nhấn subscribe kênh Tuổi Trẻ Việt TV để theo dõi những thông tin mới nhất.